Thầy ơi thầy, thầy có sao không thầy? Sao anh tới trễ vậy? À, đột nhiên tôi muốn ghé thăm thầy. Ba tôi đang bệnh mà không biết bỏ đi đâu. Mọi người đang định qua phòng làm bánh coi thử xem sao. Như bao nỗi đau đã đầy trong tim, dường như bao cay đắng thầy ơi quá lâu trên bờ môi ấy. Anh Nguyễn ạ, một ngày tôi phải cố gắng che giấu sự mệt mỏi không ai gánh cùng. Chồng của em đã biết được anh dính líu tới tiệm bánh. Hắn buộc anh phải nghỉ việc trong vòng một tuần. Tại sao anh lại để cho anh biết vậy? Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Quân, mày tới đây làm gì hả? Cái dạng người như mày á, không đủ tư cách để bước vô đây. Biến ra khỏi đây, đừng để tao đánh mày một trận. Đi, được đi. Bình tĩnh lại đi. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên. Vì sao không yêu?